Thùy Nhung xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem truyền hình. Quý vị đang theo dõi chương trình giới thiệu sản phẩm thuốc bổ của công ty Wellwood do Úc sản xuất. Quý vị thân mến, đường là một nhân tố quan trọng ở trong máu của chúng ta vì đường giúp cho sản sinh ra năng lượng và giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Tuy nhiên, nếu lượng đường cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và điều này dẫn đến rất là nhiều căn bệnh sau đó sẽ xảy ra. Với những người đã bị bệnh tiểu đường và bị bệnh hạ đường huyết, những người đã từng bị căn bệnh này hành hạ, làm sao chúng ta có thể cải thiện được lượng đường trong máu của mình? Ngày hôm nay, Thùy Nhung sẽ giới thiệu đến quý vị sản phẩm của công ty Wellwood có tên gọi là Sugar Control. Và chúng ta cùng tìm hiểu sản phẩm này với người đại diện của công ty, đó chính là nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Thùy Nhung xin chào chú Ngạn ạ. Chào cháu, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nói đến bệnh tiểu đường là tôi rất là hân hoan để nói chuyện bên cạnh Thùy Nhung, là vì thưa quý vị, tôi là người đang bị bệnh tiểu đường. Cái thứ hai đó là sản phẩm Sugar Control này là của công ty Wellwood, một chi nhánh của công ty Osco, mà trong đó chuyên có những sản phẩm nổi bật như là dầu gội đầu, chống rụng tóc, Lover's Hair Professional. Thì thưa quý vị, nói cách khác là Osco đó thì lo về nhan sắc, lo về bề ngoài, còn Wellwood là mong cho mình tốt đẹp, mong coi như là mong cho cái sức khỏe tốt trong. Đẹp. Yeah. Cho nên là Wellwood là chuyên về pharmacy, chuyên về các cái sản phẩm giúp cho cơ thể chúng ta. Cho nên một trong những sản phẩm đầu tiên của Wellwood mà Thùy Nhung với tôi muốn được hân hạnh giới thiệu tới quý vị là thuốc kiểm soát đường. Thưa quý vị, chúng ta gần như ai cũng càng ngày càng lo âu về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường có hai loại. Loại một là bẩm sinh, chúng ta không bàn đến. Loại thứ hai, người ta gọi là do thức ăn và nước uống. Có nghĩa là một loại mà chúng ta có thể kiểm soát được. Bất cứ khi chúng ta ăn cái gì vào cơ thể, thì cơ thể nó tự động tiết ra một chất gọi là insulin. Nhưng mà cái chất insulin đó nó giúp cho người ta lấy đường từ trong máu mang vào trong các tế bào. Tuy nhiên, cái insulin khi nó không hoạt động mạnh, nó không hoạt động đủ, nó như chiếc chìa khóa bị rỉ, thì chúng ta cần những thứ khác để phụ giúp nó làm cho điều hòa máu trong cơ thể. Thì một trong những thứ đó là hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị là Sugar Control của công ty Wellwood tại Úc Châu. Vâng, để tiếp lời với chú Ngàn, bệnh tiểu đường loại 2 tức là do những cái loại thức ăn mình nạp vào cơ thể. Với người châu Á và đặc biệt với người Việt Nam của chúng ta, có thói quen là mình phải ăn cơm từ bé đến lớn đến già thì bao nhiêu lượng đường ở trong cơm. Quý vị có biết một ngày chúng ta ăn một chén cơm, cái lượng đường trong một chén cơm này nó gấp đôi so với cái lượng đường mà nó có trong một lon nước ngọt. Và quý vị cứ tưởng tượng như vậy, một ngày nếu như ai mà ăn tới 4-5 chén cơm một ngày thì bao nhiêu lượng đường mà mình cứ tích tụ ở trong cơ thể không đào thải ra hết được, không sử dụng hết thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến là mình bị cao đường và nó dẫn đến bệnh tiểu đường. Nói đến đây thì quý vị cũng hiểu là mình nên hạn chế ăn cơm nhưng mà cũng khó chứ nhỉ, tại vì cái... Cháu ơi, nước Việt Nam cháu không ăn cơm, cháu ăn cái gì bây giờ? Quý vị, vâng, cái đó rất là khó, cái đây là một cái thói quen rồi dạ. Mà huống chi là quý vị cũng biết là chúng ta khi ở quê nhà hoặc ngay bây giờ đồng bào chúng ta ở quê nhà, trong nước Việt Nam và những nước chậm tiến thì nhiều khi người ta không có ý niệm gì về bệnh tiểu đường. Có nhiều người chết vì bệnh tiểu đường mà không hề biết là mình bị tiểu đường. Mà dù có biết đi nữa thì bây giờ người ta không có thức ăn thì gặp cái gì người ta ăn cái đó. Tuy nhiên thưa quý vị, chúng ta đang sống ở hải ngoại, chúng ta có quyền chọn lựa thức ăn. Cho nên đương nhiên là chúng ta phải giảm lượng đường. Tuy nhiên, để tăng thêm cái việc cắt giảm như vậy, thì chúng ta dùng những loại dược thảo vô hại này, nó chỉ có lợi về mặt điều hòa cái lượng đường trong cơ thể để ngăn ngừa. Khi chúng ta chưa bị bệnh tiểu đường, chúng ta uống mỗi ngày một viên để nó điều hòa trong đường trong máu. Khi chúng ta đang bị bệnh tiểu đường rồi, chúng ta không có ngừng chữa trị do bác sĩ đang chữa chúng ta, nhưng chúng ta vẫn uống loại này để nó giúp cho chúng ta điều hành cái lượng đường cho nó nhanh hơn và nó tránh cái sự nguy hiểm hơn. Nhất là chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhịn ăn được.
Vâng, ở trong cái loại sugar control của công ty Wellwood này, cái thành phần quan trọng đó chính là chromium và biotin. Hai cái loại hợp chất này nó giúp cho việc vận chuyển glucose, lượng đường ở trong máu đến các tế bào được tốt hơn và giúp cho cái máu huyết của mình nó lưu thông nhiều hơn. Đồng thời nó cũng giúp cho việc chuyển đổi cái glucose thành năng lượng để cho cơ thể của chúng ta hoạt động được tốt hơn, và đó chính là những cái thành phần chính của sản phẩm. Đồng thời khi quý vị cầm cái chai lọ hoặc là mua cái sản phẩm này thì quý vị sẽ thấy ở trên bao bì của sản phẩm có in ấn rất là nhiều những cái gọi là minh chứng cho cái việc sản phẩm của chúng tôi đã được cơ quan y tế tại Úc cũng như là FDA của Mỹ kiểm duyệt, đây là sản phẩm an toàn và tốt cho người tiêu dùng. Ở trên bao bì cũng có ghi cái số license mà chúng tôi đã đăng ký với cơ quan kiểm duyệt tại Úc. Đây là cái điều khác biệt so với những cái sản phẩm sugar control mà quý vị thấy ở trên thị trường. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm mà chúng ta không biết nó xuất xứ từ đâu. Và nếu quý vị tin tưởng, quý vị đi mua đem về uống và không biết mình uống vào nó có chất gì trong người thì đó cũng là một điều rất là hại cho mình ạ. Chú ngắt lời cháu là, thưa quý vị, tôi thì đương nhiên là tuổi già rồi mà đang bị tiểu đường, cho nên tôi rất quan tâm về chuyện này. Sở dĩ mà hôm nay tôi đứng đây với Thùy Nhung để giới thiệu cái sản phẩm này là vì tôi mới ở bên Úc về. Và tôi đã hỏi rất tỉ mỉ, tôi đã đến tận công ty. Và thưa quý vị, bên Úc thì quý vị cũng biết là ngay từ hải quan, ngay từ các cơ quan chức năng bên Úc, họ khó hơn cả bên Mỹ. Họ rất là khó khi họ chấp thuận một sản phẩm. Cho nên là tôi mới muốn là để Thùy Nhung xác nhận với quý vị rằng tất cả những sản phẩm của Wellwood khi đã được tung ra thị trường đều đã được cơ quan y tế của Úc Châu xác nhận và được cơ quan FDA của Hoa Kỳ xác nhận rồi. Chúng tôi mới giới thiệu trên thị trường, trên website của Wellwood. Cho nên là xin quý vị an tâm là tôi đã tận mắt đến công ty là chuyên về bào chế các loại dược thảo này, và chỉ khi nào công ty đã được hai cơ quan y tế của Úc và Mỹ xác nhận, chúng tôi mới đưa ra thị trường. Vâng, là một người khách hàng thông minh thì chúng ta cũng có thể nên lên website của công ty để tìm hiểu coi công ty này được làm từ đâu và những cái sản phẩm này có tốt hay không. Ngoài sản phẩm Sugar Control ở đây thì ở trên website của công ty Wellwood, quý vị cũng sẽ tìm thấy được rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Chúng tôi có hơn 30 loại thuốc bổ khác nhau và tất cả những cái loại thuốc này đều được kiểm duyệt của bên Bộ Y tế Úc và Bộ Y tế của Hoa Kỳ. Ví dụ giống như là chúng ta sẽ có thấy những cái thuốc cho phụ nữ giống như là giảm cân hay là thuốc menopause, và sau này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm khác tốt hơn của công ty Wellwood liên quan tới cholesterol này nọ nữa. Thì trở lại với cái vấn đề về sugar control, thưa quý vị, giống như nãy giờ Thùy Nhung và chú Ngạn đã nói, do thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà đôi khi sẽ rất khó để chúng ta nhịn ăn đường, nhịn ăn cơm, nhịn ăn gạo. Nhưng quý vị có thể một ngày một viên thuốc mà thôi, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta điều hòa cái lượng đường lại và chúng ta sẽ không còn phải lo ngại là không biết đến khi nào thì mình sẽ bị bệnh tiểu đường. Với công ty Wellwood, sản phẩm chúng tôi làm ra mong muốn đem đến sức khỏe an toàn cho quý vị là hàng đầu và rất dễ sử dụng, chỉ một viên một ngày, không có tốn nhiều thời gian, cũng không có phải là đau khổ cầm một đống thuốc để mà uống đâu, thưa quý vị ạ. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là lời là chúng tôi rất là trân trọng giới thiệu sản phẩm mới của công ty Wellwood tại Úc Châu, đó là Sugar Control, giúp điều hòa lượng đường trong cơ thể của chúng ta. Vâng, và ngày hôm nay nếu như mà quý vị muốn đặt order để mua những cái sản phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu đây, quý vị có thể gọi cho Thùy Nhung ở cái số điện thoại là 832-995-2111, 832-995-2111 để đặt order nhé. Tất cả những cái sản phẩm mà quý vị muốn mua ngày hôm nay và trong show mình đã giới thiệu thì sẽ được free shipping. Quý vị lưu ý là những cái sản phẩm này, nếu như quý vị muốn, quý vị có thể tới tiệm của Thùy Nhung ở trong khu Kim Sơn Plaza, Thùy Nhung Shop, thì quý vị cũng có thể mua ở tại Thùy Nhung Shop nhé.